Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới. Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến 7 giờ sáng nay, thế giới có gần 75.129 trường hợp nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 hiện đang là 2.007 ca, trong đó Trung Quốc đại lục có 2.002 ca. Tại Việt Nam, tổng số ca mắc hiện vẫn là 16 trường hợp, trong đó 11 ca đã được điều trị khỏi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng vừa tuyên bố đã phát hiện 92 ca lây nhiễm chủng mới của virus corona từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc, song WHO không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc. Theo Tổng Giám đốc WHO, trường hợp lây truyền cục bộ liên tục duy nhất bên ngoài Trung Quốc là trường hợp du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản. Hơn 3.000 hành khách vẫn đang ở trên tàu này. Những người âm tính với virus sẽ được đưa ra khỏi du thuyền trong ngày hôm nay. Ngành dược toàn cầu có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thuốc kháng sinh do tác động từ dịch COVID-19. Đây là cảnh báo của Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc. Hoạt động vận chuyển các nguồn cung dược phẩm tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn do các biện pháp hạn chế lưu thông nhằm ngăn chặn dịch. Nhiều loại hàng hóa, nguồn cung dược phẩm bị ứ động, gây nên tình trạng khan hiếm thuốc và các thiết bị vật tư y tế, trong đó có thuốc kháng sinh. Hôm qua, hãng hàng không Singapore Airlines thông báo sẽ cắt giảm tạm thời số chuyến bay trên toàn bộ mạng lưới toàn cầu do nhu cầu sụt giảm liên quan đến dịch COVID-19. Cụ thể, Singapore Airlines sẽ giảm số chuyến bay trong 3 tháng, tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm nay. Trong đó có các chuyến đến Los Angeles, Mỹ, Frankfurt, Đức và Paris của Pháp. Trước đó, Singapore Airlines đã thông báo cắt giảm số lượng lớn chuyến bay tới Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, Trung Quốc nhằm tránh nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. Còn bắt đầu từ 0 giờ theo giờ địa phương ngày mai, Nga sẽ tạm thời dừng nhập cảnh công dân Trung Quốc vào Nga với mục đích du lịch, lao động, học tập và mục đích cá nhân. Đây là quyết định mới nhất của chính phủ Nga nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm COVID-19. Theo đó, chính phủ giao Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tạm thời đình chỉ việc tiếp nhận tài liệu, đăng ký và cấp giấy mời lao động cho công dân Trung Quốc vào Nga, cũng như giấy phép thu hút và sử dụng lao động nước ngoài và giấy phép làm việc cho những công dân đã được chỉ định hiện đang ở bên ngoài lãnh thổ Nga. Trước đó, Nga đã tạm thời đình chỉ việc tiếp nhận tài liệu, đăng ký và cấp thư mời cho công dân Trung Quốc vào Nga với mục đích cá nhân, học tập và du lịch.